tâm thư kiến lập chùa Việt Đài. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương chư Phật tử gần xa. Phật pháp xương minh do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh bởi đàn Việt tính tâm. Chúng con thiết nghĩ cộng đồng Việt Nam tại Đài Loan hơn ai hết rất cần một ngôi chùa mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam cùng hòa nhập vào xứ Đài. Mái chùa ấy không chỉ là nơi sinh hoạt lành mạnh, chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng người Việt nơi đây, mà còn là nơi nương tựa cho chư hương linh Việt Nam đã bỏ thân tại đất khách xa xôi này. Hơn thế nữa, ngôi chùa còn là mái ấm, là chỗ dựa tâm linh của đồng bào Phật tử Việt Nam xa xứ, nơi sau những ngày lao động vất vả, những Phật tử xa quê lại có cơ hội trở về cùng nhau, cảm nhận hơi ấm tình quê, rũ bỏ mọi phiền não, nỗ lực tu tập hành thiện, hồi hướng về quê hương Việt Nam yêu dấu. Chính vì vậy, Hội Trí Đức chúng con với quyết tâm thực hiện ước nguyện chung, tháng 8 vừa qua đã chính thức nhận mua trả góp ngôi nhà cũ lập chùa Việt Đài tại Cao Hùng, địa chỉ số 126 đường Chính Ngôn, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng. Địa chỉ tiếng Trung là Cao Xiong Sư, Lĩnh Giả Chuy, Trần Yến Lụ, 120 Lý Học. Cách sân bay quốc tế Cao Hùng, cách ga tàu cao tốc 18 phút, cách giao lộ cao tốc Trung Chính 4 phút, cách ga xe lửa Cao Hùng 10 phút, cách trạm tàu điện ngầm cổng số 6 4 phút. Đặc biệt, đối diện có 3 bãi đậu xe rất thuận tiện cho Phật tử đến viếng chùa, học Phật Pháp, học tiếng Hoa, tiếng Việt. Giá nhà là 17 triệu đài tệ. Chủ nhà bán giá cúng dường là 12 triệu 600 ngàn đài tệ. Số tiền cần trả trước để vay ngân hàng là 4 triệu 440 ngàn. Phần còn lại mỗi tháng sẽ trả góp. Hội Trí Đức hiện đã trả 1 triệu 260 ngàn, còn thiếu 3 triệu 180 ngàn. Trước mắt tạm sửa lầu 4 làm chánh điện, dự kiến là 400 ngàn đại tệ. Dù biết rằng xây dựng được ngôi Tam Bảo đã là rất khó khăn, kiến tạo một ngôi Tam Bảo ở nơi đất khách lại càng khó khăn gấp bội, cần phải hội đủ duyên lành. Nên để có được ngôi Tam Bảo được trang nghiêm, Phật sự lớn lao này có sớm được viên mãn hay không? Trên nương nhờ oai lực Tam Bảo, dưới nhờ sự đồng lòng phát tâm dũng mãnh của quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa, ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để ngôi chùa Việt Đài sớm được hoàn thành, cũng là hoàn thành tâm nguyện chung của đồng bào Phật tử Việt Nam nơi đất khách. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp Thể Khinh An, chúng sanh dị độ và chư Phật tử thân tâm thường an lạc, gia đình luôn được hạnh phúc an vui trong ánh từ quang của mười phương Tam Bảo. Mong nhận được sự chung tay giúp sức của chư hội từ thiện, hội đồng hương, các nhóm Phật tử đồng tâm hiệp lực cùng Hội Trí Đức hoàn thành tâm nguyện cao cả này. Chư hội, các nhóm mạnh thường quân nếu quyên góp xin liên hệ sư cô Thích Tịnh Như, hội trưởng Hội Trí Đức, điện thoại 0983 598374. Quý Phật tử ủng hộ trên 5.000 đài tệ, xin được lưu lại tên, có thể lấy tên thân quyến, làm bản tên dán vào tường chùa để đại chúng tri ân và hồi hướng mạnh thường quân liên tục 3 năm kể từ ngày ủng hộ. Quý mạnh thường quân cũng có thể đăng ký mạnh thường quân ủng hộ thường kỳ mỗi tháng. Xin đăng ký cho Tịnh Phú 0935 733 239, mã số like 0935 733 239. Thay mặt chùa Việt Đài Hội Trí Đức, sư cô Thích Tịnh Như kính tri ân. Dạ, đối với con thì con rất là khao khát ở Đài Loan này có một ngôi chùa Việt Nam, nhưng mà con thấy sư phụ có thành lập một ngôi chùa Việt Đài trên đất Đài Loan, đối với con rất khao khát. Nhưng mà nói về tâm linh thì cũng rất là quan trọng đối với con. Nhiều khi có ngôi chùa rất là quan trọng vì nhiều khi tụi con cuộc sống có nhiều cái thăng trầm lắm, nhưng mà đôi lúc xa cha xa mẹ đâu có nói được tâm sự gì với cha mẹ. Thành ra được có ngôi chùa Việt Đài như có sư phụ Tịnh Như để tụi con đến, thầy sư phụ dạy con những điều gì và con cũng tâm sự với Phật.
Thành ra con rất là khát khao cái ngôi chùa Việt Đài. Con qua Đài Loan này cũng được mười mấy năm rồi, nhưng con ở đất nước Đài Loan này cũng có rất nhiều là ngôi chùa, nhưng chưa có ngôi chùa Việt Nam nào hết. Nhưng chúng con cũng rất muốn có ngôi chùa của Việt Nam ở đất nước Đài Loan này, để cho chị em con nơi xứ xa lại đây có nơi nương tựa, có nơi tu tập. Tại vì chùa ở Đài Loan thì cái phong tục cũng khác nhau sao, mà những cái lời kinh hoặc là những cái lời khuyên hoặc là những lời dạy đó, nó không có sâu thấm nhuần vô trong cái nội tâm của tụi con. Nhiều khi cái nỗi khổ, nỗi buồn, nỗi cái nội tâm cái gì á chia sẻ với sư phụ hoặc là cái lời kinh tiếng vệ làm cho tụi con tự hiểu và biết được. Đối với con thì những người tử nạn như rất là tội nghiệp, đối với con thì con hiểu được điều đó, thành ra con hy vọng có ngôi chùa, nhiều sư phụ hoặc là chùa rồi tụng kinh hoặc là hồi hướng hoặc là cầu siêu cho tất cả tâm linh, rất là cái hương linh, vân linh rất là quan trọng. Để họ được siêu thì chị em tụi con cũng được nhẹ nhàng, hoặc là người thân ở xứ xa khi mà mất ở nơi xứ xa thì người thân cũng được biết được là gia đình họ siêu như vậy. Thành ra đối với tâm linh cũng rất quan trọng như đối với tụi con vậy. Tụi con rất là vui ạ, rất là vui vì cảm thấy có tâm đạo mà bạn đạo gặp nhau đó. Nhưng mà thiếu sự dìu dắt với sư thầy sư cô nên là cứ đi mãi mà chưa thấy tích ạ. Bây giờ rất là hạnh phúc vì biết được có một thông tin là sư cô Thích Tịnh Như đó phát một tâm rất là lớn là xây dựng một chùa Việt Đài cho chị em Phật tử ở dưới Cao Hồng nói riêng, và cũng như là quý tất cả quý Phật tử người Việt tại Đài Loan có một nơi để quay về lương tựa đó, để chị em Phật tử có thể dưới sự dẫn dắt của sư thầy sư cô mình có thể đi được đúng theo con đường mà Đức Phật đã truyền dạy hơn 2.000 năm tới nay ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Trong vòng 2 năm nay con cũng đã gặp được Phật pháp tăng, thì con trong cái khoảng thời gian thì con rất là khát khao để tìm được một ngôi chùa đến với Phật pháp, không có tìm ra. Thì bây giờ là trong vòng 2 năm đổ lại đây thì cũng xin được Thiên Chư Phật Gia Hộ, thì cũng có là sư phụ Thích Tịnh Như dựng nhân lại đây mà để lập chùa, xây cất chùa cho chúng con ở bên đây để tu và được có chùa để đi. Thì thật sự là một cái khát khao rất là trong mong, và cái thời gian qua đi được thì cũng là trong rất là mãi mãi có được một cái ngôi chùa. Nhiều khi nằm mơ thì không thấy mơ, nhưng mà rất là một cái mộng tưởng tượng là sẽ có khát khao một cái chùa. Thật sự là cảm ơn là sư phụ thì Thích Tịnh Như dựng nhân lại đây. Cái khoảng thời gian ở đây thì rất là khó khăn cho sư phụ trong những cái sự để xây cất chùa. A Di Đà Phật, xin chào các sư cô và các chị em Phật tử. Thì mới ban đầu thì chị em cô ở đây khao khát được cái căn chùa, nhưng mà sư cô Tịnh Như đã xuất tâm các cái ngôi chùa cho các chị em con ở đây. Có tâm nhưng mà cũng không có sức, cho nên cũng nhờ các mạnh thường quân ủng hộ các ngôi chùa cho hoàn thành. Con mong muốn rằng là các chị em cũng là nắm tay nhau dìu dắt nhau đi đến con đường giải thoát, đến con đường giải thoát mới hết khổ thôi. Có tiền chứ không có tiền thì mình kiếm được, nhưng mà không biết đạo thì rất là khổ sở. A Di Đà Phật.